hùng có thể gây ra tình trạng bế tắc về tinh thần và ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng có rất nhiều cách để quản lý và điều phối tác động của mụn lên tâm trạng của mình. Lúc này thì các bạn cần phải tìm cho mình một sản phẩm điều trị mụn thích hợp là việc đáng chú ý và cần thiết nhất. Và ngày hôm nay mình sẽ mặc cho các bạn một combo xóa mụn đang hot gần TikTok mấy ngày qua. Combo My Retinol Collection của nhà Mion. Cái bản thành phần vô cùng đẹp dành cho da mụn, ví dụ như là Bio Renew Retinol 200, Bio Renew Salicylic 210, cùng có hàng loạt hoạt chất vô cùng đắt giá như là chiết xuất từ cây sậy, cây phục linh, cây quyển bá trường sinh, hắc a tươi và nha đam, và chiết xuất mãng cầu tây giúp điều trị tất cả những dạng mụn như là mụn viêm, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn trứng cá và mụn nội tiết, làm gom còi mụn và tránh lan rộng và hình thành những nhân mụn mới. Ngoài ra, có những thành phần an toàn lành tính thì sẽ giúp cho da của chúng ta làm dịu, kháng viêm, giúp phục hồi, tăng sinh, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa mụn quay trở lại và đồng thời sẽ cho chúng ta một làn da khỏe mạnh, làm trắng sáng da và giảm thâm sau mụn, điều tiết bã nhờn và cân bằng hệ vi sinh cho da. Bên cạnh việc sử dụng sản phẩm điều trị mụn thì bạn cần có một quy trình chăm sóc da đúng cách, tránh nặng mụn, sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da phù hợp, có một chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, và đặc biệt là phải yêu quý bản thân mình. Điều này sẽ giúp cho bạn có khả năng cải thiện tình trạng mụn một cách tốt nhất. Và Huyền xin chúc cho bạn sẽ sở hữu được một làn da lý tưởng vốn có của mình.